Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm xe Se Jusen. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về xe Se cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Diazepam 5mg Tá dược vừa đủ một viên Chỉ định Sử dụng thuốc Sejusen 5mg trước khi can thiệp điều trị hoặc can thiệp phẫu thuật để giảm kích động hay các phản ứng stress cấp tính, dẫn mê hoặc bổ sung thuốc gây mê. Điều trị các trạng thái kích thích, bồn chồn, hoảng sợ có nguồn gốc từ trạng thái kích động mê sảng rượu cấp. Dùng cho các hội chứng co giật như động kinh cơn lớn, động kinh cơn bé, động kinh liên tục và các tình trạng co giật khác uốn ván, kinh giật. Sử dụng trong các trường hợp chấn thương tại chỗ tổn thương, viêm, dùng điều trị hỗ trợ để giảm co thắt cơ phản xạ. Dùng cho những chấn thương nội thần kinh trên gai và cuộc sống như co thắt nguồn gốc não, bệnh bại liệt trẻ em, chứng liệt hai chi dưới, rối loạn vận động có đặc tính tăng vận động, hội chứng tiếp man. Cách dùng. Sử dụng với người lớn, mỗi ngày 1 đến 3 viên. Với người già, mỗi ngày nửa viên đến 1 viên rưỡi. Điều trị run, tâm thần nội sinh, 4 đến 8 viên mỗi ngày, liều duy trì 3 đến 4 viên mỗi ngày. Điều trị co cứng cơ, 1 đến 4 viên mỗi ngày. Sử dụng với trẻ em. Trẻ em từ 7 đến 14 tuổi, 1 đến 3 viên mỗi ngày. Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi nửa viên đến một viên rưỡi mỗi ngày. Trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi, 1 phần tư đến một viên mỗi ngày. Chống chỉ định Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, người bị nhược cơ năng. Đối tượng tăng nhãn áp góc hẹp và bệnh tăng nhãn áp cấp, nhưng thuốc có thể được dùng cho những bệnh nhân có bệnh tăng nhãn áp góc mở đã dùng liệu pháp điều trị thích hợp. Người bị bệnh nặng ở đường hô hấp kèm theo khó thở, không dùng thuốc trong điều trị trầm cảm. Lưu ý khi sử dụng Thận trọng khi sử dụng thuốc trong các trường hợp sau. Người có bệnh hô hấp mãn tính, ngủ gà, vì có thể làm khó thở hơn. Người bị bệnh gan, thận do nguy cơ làm tăng tác dụng của thuốc. Ở người lớn tuổi, người ốm yếu, hết sức thận trọng khi xác định liều. Sử dụng trong thời gian dài có thể gây lệ thuộc vào thuốc. Nếu dùng đột ngột sau một thời gian dài sử dụng thuốc có thể gây ra hội chứng cai, hội chứng này có thể xảy ra muộn, thậm chí vài tuần sau khi ngừng thuốc. Do vậy, khi ngừng thuốc phải đặt dưới sự giám sát liên tục của bác sĩ và từ từ giảm liều. Chống chỉ định không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu và phụ nữ cho con bú. Những đối tượng này nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Người lái like xe và vận hành máy móc nên cân nhắc trước khi sử dụng vì thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ ảnh hưởng tới công việc. Tác dụng phụ của thuốc có thể gặp như buồn ngủ, chóng mặt, đau đầu, khó tập trung tư tưởng, mất điều hòa yếu cơ xương. Những tác dụng này thường xảy ra thoáng qua và ở giai đoạn đầu điều trị. Một số tác dụng phụ hiếm gặp như phản ứng nghịch lý như kích động, hung hăng, ảo giác, dị ứng vàng da, độc tính với gan, lú lẫn, rối loạn thị giác, các bất ổn ở khớp, hạ huyết áp, khó tiểu hoặc đi tiểu không kiểm soát, thay đổi dục năng, rối loạn trí nhớ. Khi có các triệu chứng bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để được tư vấn kịp thời. Tương tác thuốc thuốc tương tác với các thuốc chống co giật hoặc hướng tâm thần khác như thuốc ngủ, barbituzat, phenothiazine, thuốc giảm đau, thuốc ức chế và các thuốc chống trầm cảm, rượu. Không nên dùng chung những thuốc giãn cơ với với những thuốc giãn cơ vì có thể gây nguy cơ ngừng thở. Nhà sản xuất Zedeon Zikter Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm xe đồng thời biết cách sử dụng xe du sen sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.